đi hết. Quán xả vơ hoài mà không hết. May mắn nó được yên trong 5-10 phút 1 giờ là thấy trời ơi hạnh phúc quá. Sao mà nó an lạc đến cái mức độ như thế này? Nhưng có người thì bây giờ chưa thấy, nhưng mà có người đã thấy được cái trạng thái tứ niệm xứ là lúc bây giờ tâm ly dục lắm. Nhưng mà chúng ta trải qua các lớp học này nó đã ly dục lắm. Thôi thầy nói như thế này, thầy triển khai cái tri kiến của mấy con thôi, mấy con đã hiểu biết như vậy thôi, thì người ta giữ mấy con giận được không? Thì mấy con không giận là giải thoát chứ gì. Các con thấy chưa? Còn nếu không có học thì mấy con làm sao mấy con hiểu, mấy con giải thoát? Nội cái tri kiến cũng đủ mấy con giải thoát rồi. Thầy nói cái lớp học này mấy con thực tế là mấy con cứ nhìn đi, thầy triển khai cái hiểu biết của mấy con như vậy thì mấy con đã giải thoát rồi. Chưa nói gì đến tâm minh không? Thì không cần đến tâm minh đâu. Nhưng mà cái người nào mà người ta có khả năng, người ta có thể đạt đến tâm minh thì người ta sẽ đạt được, thì đâu phải là không được. Còn mình chưa đủ khả năng đó, cho nên mình vẫn thấy mình trên cái chánh tri kiến của mình, trên cái tri kiến, cái tri kiến giải thoát của mình, mình vẫn giải thoát thì đâu phải là không được. Học tu như vậy nó lợi ích thiết thực như vậy, khó giải thoát hoàn toàn. Từ ngày mấy con vô đây học cái lớp này tới bây giờ triển khai cái tri kiến, mấy con có thấy giải thoát không? Có chứ sao lại không. Nhưng mà hoàn thành được, áp dụng được từng tâm niệm của mấy con, từng niệm áp dụng vô cái hiểu biết của mấy con, từng tâm niệm.